điện thoại vô đảo lộn nó đẻ chị con luôn, ốp xuống luôn vậy nè. Giật điện thoại hả con? Giật điện thoại luôn mày. Xuất hiện cụ đô à, gắt lớn nha cô chú kêu bạn ơi. Mình lấy lạng muốn chết luôn á, bắt điện thoại lạ mất tiêu mà cha tôi nói ủa cái gì mà tôi không chết à. Cảnh sát 7 vlog mến chào cô chú chị bạn nha. Thì sáng hôm nay cảnh vlog cũng quay về khu vực An Hòa Tự nè để quay tình hình khu vực này nha. Thì sáng hôm nay cũng là 18 ngày chánh lễ, thì mình cũng trở về đây để quay ngày chánh lễ cho cô chú chị bạn xem. Cô chú các bạn thì nhớ đi những khu vực này nè, thì phải cẩn thận cái tư trang điện thoại rồi nha, sẽ dễ xảy ra tình trạng là cướp giật nha cô chú chị bạn. Thì hồi nãy thì mình cũng đã gặp trường hợp bị cướp giật, mà nói chung là nguyên một băng đã đè chị xuống để giật cái điện thoại và móc cộng dây chuyền luôn nha cô chú chị bạn. Thì cô chú và bạn thích clip này thì nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh mình nha. Thì mình sẽ quay trực tiếp cho cô chú và bạn xem cái ngay lúc này là khu vực dòng tiến này là kẹt cứng luôn nha cô chú và bạn ơi. Thank you.
mình phải rẽ qua cái chỗ ngã tư này nha, để bọc là đi vào lễ nha. Tại vì nguyên cái tuyến đường hồi nãy mình chạy nãy giờ là không có cho lưu thông qua xe qua lại nữa, ngược lại nữa rồi. Đúng rồi.
bệnh trời ơi, cảm ơn. Cô chú chị bạn nói chung là đi ở khu vực lễ này nha, nhớ cẩn thận đồ đạc nha. Nói chung là chỗ nào đông thì sẽ dễ xảy ra tình trạng cướp giật của cô chú chị bạn này. Chung là các bạn đi nhớ tư trang thì đừng nên đem theo nha, sẽ dễ bị xảy ra tình trạng cướp giật nha. 35.000 tới 3 cái 100. Nay là sáng 18 của chú chị bạn, chung là ngày chánh lễ. Hôm nay cũng là chủ nhật nên cái số lượng khách thập phương về đây khá là đông nha. Bánh chất lượng, đúng chất lượng, đặc biệt thơm ngon đây mấy anh mấy chị ơi. Bánh chất lượng, đúng chất lượng, đặc biệt thơm ngon đây mấy anh mấy chị ơi. Bánh chất lượng, đúng chất lượng, đặc biệt thơm ngon đây. Thì mình cũng tới An Hòa Tự rồi nè cô chú các bạn ơi. Mình sẽ lội vào bếp trạm cơm số 4 nha. Coi thử xem sáng hôm nay có khu vực này như thế nào nha. Nghĩ là khá là đông nha cô chú các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin nhắn tin cô Nguyễn Thị Hồng ở Đức Thắng Bình Thuận. Hiện đang ở đâu? Trở về phòng máy của chúng tôi có em là em bầu đang đợi. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại. Cô Nguyễn Thị Hồng ở Đức Thắng Bình Thuận. Hiện đang ở đâu? Trở về phòng máy của chúng tôi có người thân là em bầu đang đợi. Xin nhắc lại đến chị Thu Mỹ ở Mỹ Đức á, nhận được thông tin trở về văn phòng ban tiếp tân có chị Thu Thủy đang cần gặp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cộng đồng của chú, bạn nhớ cẩn thận tư trang nha, dễ bị dịch nha. Mới nhét điện thoại vô lão lộn nó đẻ được luôn, ốp xương luôn vậy nè. Giật điện thoại hả con? Giật điện thoại luôn mày. Đè ngay chứ xuống đây nè. Lấy luôn chưa lấy cô hả? Nó giật nó đè mà mình ra làm muốn chết luôn, không ai nghe hết trơn á. Nghe mà biết ai con quay xuống đó kìa. Thì giật điện thoại cho chú chị bạn ơi. Một chú chị bạn đi nha, ở nơi đông người này nhớ cẩn thận nha. Điện thoại sẽ dễ. Nó nhận 5-6 người luôn á. Cái đè cái đầu mình xuống vậy nè. Hồi đó bị mắc điện thoại nha. Xuất hiện cụ cô à, rất lớn nha cô chú chị bạn ơi, khổng lồ luôn.